Nghe tiếng đọc lạ trên mái nhà, cặp đôi vội vã chết đứng vì cảnh tượng trước mắt. Chứng kiến cảnh một con trăn dài gần 3 mét đang trườn từ lỗ hỏng trên mái nhà, rơi dọc xuống phía dưới theo đường cửa sổ, hai vợ chồng không khỏi run rẩy. Và một buổi tối thứ sáu khi mà Beta Norton cùng với chồng đang dùng bữa tối tại nhà của họ ở Wyoming, bang New South Wales, Australia, thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài. Khi cả hai ngước nhìn ra cửa sổ, cảnh tượng đó khiến cặp đôi cứ ám ảnh mãi. Theo đó thì họ thấy một con tranh dài khoảng 3 mét đang trườn từ một lỗ hỏng trên mái nhà xuống, dọc xuống phía dưới theo đường cửa sổ. Hình ảnh con tranh lớn đu mình trước cửa sổ được hai vợ chồng đăng tải trong một nhóm Facebook có tên là 30 ngày hoang dã. Chúng tôi đã nghĩ con tranh này trú trên mái nhà từ lâu và giờ nó không còn nghi ngờ gì nữa. Một con tranh dài 2 mét, tôi mong nó đã kiếm được một nơi khác để ở và cái lỗ trên mái nhà đã bị bịt lại. Beta viết trong bài đăng. Đặc biệt chủ nhà còn chụp được những bức ảnh con trăn cúi đầu xuống và ngước nhìn vào bên trong nhà. Được biết gia đình đã nghe thấy tiếng đồng phát ra từ trên trần nhà khoảng một năm nay. Mọi người lúc đó không hề nghĩ ngợi gì, thậm chí người chồng còn trêu đùa rằng có con trăn lớn sống trên đó và quả thực đúng là vậy. Bài đăng sau khi được chia sẻ đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Đa phần đều bày tỏ nỗi lo lắng với gia đình khi phải sống cùng quái thú trong suốt một năm trời mà không hề biết gì. Anh chồng đùa chơi, giờ lại thành thật rồi nè. Có khi nào bạn tỉnh dậy giữa đêm vì nghe thấy tiếng bò trườn trên mái nhà không? Nếu chuyện này xảy ra ở nhà mình, chắc tôi chỉ còn nước bán nhà mắt. Thực tế thì loại tranh khá là hiền lành và nó phổ biến tại quốc gia này. Tranh thảm hay là tranh kim cương được biết đến là loài chậm chạp, vô hại với con người. Một con tranh kim cương trưởng thành có thể dài từ 2 đến 4 mét, nặng khoảng 15 kg. Thức ăn của chúng là những loài động vật nhỏ như chim, thành lành, chuột, vì thường sống gần với khu vực dân cư cho nên loài tranh này có thể giúp ích trong việc loại bỏ đi chuột. Tuy nhiên theo một số báo cáo thì tranh thảm cũng có tấn công cả chó mèo của con người.